chào mọi người đến với tour du lịch Dhaka tại thủ đô là của Bangladesh. Hiện tại mình đang có mặt tại một trung tâm thương mại tên là Basundhara. Basundhara là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Bangladesh. Họ hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như là bất động sản, sản xuất giấy và nhiều lĩnh vực khác nữa. Đây là một nơi mà rất đẹp tại Bangladesh. Nhìn khá là hiện đại và sạch sẽ. Cũng như các bạn nhìn thấy đoạn này giống như là đang ở một nước châu Âu vậy. Còn những đoạn khác thì nó cũng không được sạch sẽ và đẹp đẽ như này đâu. Tại đây thì có hãng điện thoại của Trung Quốc là Huawei và Oppo. Oppo đằng kia màu xanh lá cây. Ok, bây giờ mình sẽ lên khám phá từng tầng một tại trung tâm thương mại này. Chào mọi người, quay trở lại với tour du lịch Dhaka. Tiếp tục clip về trung tâm thương mại Basundhara mà mình đã nói lúc nãy. Thì bây giờ mình đang ở bên trong trung tâm thương mại này. Đây cũng là một trung tâm thương mại lớn và khá là sang trọng tại Bangladesh. Trung tâm này gồm có 7 hay là 8 tầng gì đó. Và đây là các bạn có thể nhìn thấy hai bên là dãy thang máy đây. Một dãy thang máy và hai thang máy đây. Thang máy đây thì họ để hở giống như là ở Vincom ấy, nhìn rất là đẹp. Ở đây thì mỗi tầng sẽ có những mặt hàng đặc trưng riêng. Ví dụ tầng 1 này là sẽ là điện thoại và các đồ mỹ ký. Tầng 2, tầng 3 thì mình chưa lên. Các thương hiệu Trung Quốc như là Oppo hay là Huawei thì khá là phổ biến ở đây. Họ có rất nhiều cửa hàng. Ở trong này thì họ trưng bày, không biết ta có phải là do giá rẻ không hay là họ chiến thuật marketing của họ, nhưng mà mỗi một hãng điện thoại lại thuê rất nhiều cái shop trong này. Ví dụ như là Oppo thì họ để mấy cái kiosk liền. Samsung thì cũng có rất là nhiều shop ở khu vực này, 1, 2, ngoài kia là 3. Huawei cũng vậy, Oppo cũng vậy, mỗi thương hiệu lớn này có khoảng độ 3, 4 nữa cửa hàng trong này. Bangladesh thì không hề như, có lẽ là mình nghĩ là nó cũng không giống như nhiều người suy nghĩ là nó rất là kém phát triển và nghèo đói. Thực ra thì tầng lớp dân lao động nghèo thì cũng rất là nhiều và ở đây thì khoảng cách giàu nghèo rất là lớn. Những ai đi ô tô hoặc là từ xe máy trở lên thì đều là những tầng lớp trung lưu và cũng gọi là có tiền tại đây. Nhưng còn những người lao động nghèo như là các bác đạp xích lô hay là các bác lái xe như kiểu tắc Thái Lan thì đúng là những người rất là nghèo. Về công nghệ thì tại đây hàng riêng về mà hàng điện thoại smartphone nhé, thì mình đã thấy là có hai hãng điện thoại nội địa với thương hiệu là Wi. Đấy, như các bạn thấy hình trong hình đây mình đang quay đây là Wi đấy, hãng Wi, và một hãng nữa là hãng Wanton. Thì họ cũng là nghiên cứu thiết kế R&D tại Bangladesh và họ gia công tại Trung Quốc. Còn Việt Nam mình thì có Bphone thì thấy bảo là sản xuất tại Việt Nam nhưng không biết là có thật hay không. Thì mình thấy là về smartphone thì họ cũng không hề là hậu. Họ còn có đến hai thương hiệu nội địa. Việt Nam mình thì có mấy nhỉ? Có Bphone này, có Vmobile này, có Mobistar này, có ở Việt Nam mình có khá là nhiều. Chứ còn là họ không phải mức là lạc hậu quá. Đúng không? Mình đang có mặt trên tầng 2, tầng này chủ yếu là hàng thời trang. Ok, tạm ơn clip tại đây nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với tour Dhaka Bangladesh. Tiếp tục clip ở trung tâm thương mại Basundhara. Hiện tại mình đang có mặt tại tầng số 7 hay là tầng 8 ấy, tầng trung cùng. Mình không rõ là tầng 7 số 8. Đây là mình đang quay phía bên ngoài cửa sổ. Mình đang chĩa máy quay đến phía phân sảnh của trung tâm thương mại này. Và ngoài kia là đường đi. Các bạn có thể thấy ô tô và xem mọi người đang đi lại rất nhiều. Hiện tại đang hình như đang là một cái giờ mà
cầu nguyện tại đây nên là rất nhiều tín đồ Hồi giáo đang ngồi dưới sân kia và họ cầu nguyện, quỳ xuống cầu nguyện, họ trải một cái tấm vải ra và ngồi xuống cầu nguyện như kiểu mình đi chùa, mình ngồi lạy lạy Phật đấy. Đấy, ok ok các bạn, rất đông người đúng không? Đường phố hiện tại lúc này đang rất là thoáng, nhưng mà lúc giờ cao điểm thì cái tắc đường hơn Hà Nội rất nhiều. Cái góc xa kia các bạn có thể nhìn thấy một số cũng nhiều người đang trải chiếu, đang trải bạt và ngồi cầu nguyện ở góc đó. Một ngày tại Bangladesh là có 5 lần cầu nguyện đi này, còn nhiều hơn. Có những người sẽ ngồi cầu nguyện nhưng có những người thì lại không, mình cũng chưa biết là cái này là như thế nào. Mình sẽ tìm hiểu thêm là sau.